Hello anh chị, chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Xe Lướt Sài Gòn nha. Lại là em Tâm đây, Tâm bán xe có tâm nha anh chị. Hôm nay em lại về một em hàng rồi gọi là siêu hot ở thời điểm hiện tại nè anh chị. Em này là Innova G, số tự động. Em này là đời 2020 nha anh chị nha. Lăn bánh được 44.000 cây màu bạc, rất là đẹp luôn. Tại sao em Tâm nói là em này rất là hot? Tại vì hiện tại bây giờ Innova ở trong hãng Toyota thì họ có một cái form mới là Innova Road anh chị. Nhưng mà bây giờ mà số tự động bản G này á là mình phải đặt hàng chờ. Nên năm ra là những cái em mà Innova G mà form trước này là đang rất là hot nè. Đó, hiện tại thì xe này là không khác gì xe mới hết nha anh chị nha. Innova mà 44.000 cây là như mới đâu đây vậy. Đó, nhìn cái nước sơn nè, nhìn vẻ ngoài là rất là liền lạc luôn. Rồi em Tâm mời anh chị cùng theo chân em Tâm để khám phá cái chất xe này nha. Một cái em MPV đình đám từ xưa đến giờ luôn anh chị. Nhắc tới Innova là người ta biết là một em xe dành cho gia đình nè. Đó, dành cho những anh em mà thích vừa chạy gia đình nè, vừa kinh doanh dịch vụ kết hợp với công việc. Rất là tiết kiệm nhiên liệu anh chị, chi phí bảo dưỡng thấp nè và giá trị bán lại cao nữa. Rồi, đầu tiên thì mình nhìn những đường dập chìm nhập lặn trên xe còn rất rõ, rất đẹp nè. Màu bạc nha anh chị nha. Đó, cái phần cụm đèn của em đó nè. Thì cái em Innova form mới á, thì cái phần mặt la răng với lại phần cụm đèn em nó có thay đổi một chút xíu nha, kèm theo cái bộ mâm của em đó nữa. Có cảm biến trước nè anh chị. Biển này biển Bình Dương nha. Nếu mình ở Sài Gòn hoặc ở tỉnh khác thì bên Tâm sẽ bao rút hồ sơ cho mình cho. Đó, những cái mối nói trên cảng còn rất là liền lạc luôn nha. Sơn zin em này phải là 99% á. Chất xe rất đẹp anh chị, rất cộp. Đây, gai gió 44.000 nè, thoải mái cho mình đi luôn vậy cui à. Hạng vỏ là tầng thứ 12 của năm 20 nha anh chị. Bốn vỏ là zin theo xe từ lúc mới mua. Đó, xe này cũng được trang bị một vài cái đồ chơi cơ bản như là dán khuyên cách nhiệt nè. Rồi viền che mưa, chén tay cửa chống chày. Lót sàn simili nẹp bước chân. Và anh chủ anh lên một cái camera hành trình Vietmap A52 anh chị. Đó, cái loại này thì có quay trước quay sau, có dẫn đường, có cảnh báo tốc độ luôn. Đó, loại này thì em thấy những anh em mà hay đi tỉnh hay đi công tác xa này nọ thì thường hay rất là lắp cái bộ này nha anh chị nha. Sụn chỉ thì nguyên zin rồi, bên Tâm sẽ cam kết với mình bằng văn bản là không tai nạn, không ngập nước nha. Pháp lý giấy tờ rõ ràng minh bạch và em bao cho anh chị chép hãng toàn quốc luôn. Xe đây cũng được anh chủ anh bọc lại cái bộ da ghế nè. Đó, bọc nè, bộ da này là bọc trong hãng nha anh chị. Đó, mà cái xài 4 năm rồi. Đó, anh chị coi cái chất xe 4 năm. Bọc trần ni lông. Đó, nếu mà mình mua mình không thích thì về mình tháo ra. Đầu DVD zin theo xe. Odo là 44.000 cây nha anh chị. Xe thì full lịch sử hãng. Đó, anh chị thoải mái đi. Có khởi động nút bấm nè. Rồi điều hòa tự động nè anh chị. Rồi có cân bằng điện tử nè, hai chế độ lái, cần số nè, thắng tay, sản xuất là năm 2020 anh chị nha. Bộ máy của em nó là 2.0 anh chị, đó chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đây thì có một cái bàn nè để cho mình làm việc hoặc là đựng để đồ ăn, để ly rồi nha. Trên đây cũng rất là tiện nha anh chị. Đó. Ghế hành khách nè, anh nói hầu như là ghế hành khách anh sử dụng lắm, anh chỉ sử dụng có đúng cái ghế tài thôi anh chị. Đó, đâm ra là mình nhìn nè, cái ghế hành khách nè, ở ghế phụ nó cũng như mới. Bên phần cửa thì em nó được trang trí một vài cái vân gỗ rất là sang chị nha. Đó, mới tinh nè, 44.000 cây. Bánh sau nè, mâm là mâm phay nha anh chị, chưa có chạy xước gì luôn nha anh chị nha. Bốn mâm, bốn vỏ zin theo xe nè, gai gió dày cui à. Nói chung là cái xe này cung đường của anh chủ anh sử dụng cũng rất là đẹp anh chị. Nên năm ra là cái dàn gầm nè, rồi những cái lồng dè này nọ đâu nè. Đó, rất đẹp chị nha. Cụm đèn sau có cảm biến lùi, có camera lùi đầy đủ. Rồi. Đây để anh quay luôn cái bánh sơ cua nè. Bánh sơ cua là chưa chạm đất luôn nha anh chị, dàn gầm. Đó, xe thì cũng là anh chủ anh trang bị một cái khay hành lý nè anh chị. Bộ đồ nghề nằm đây. Đó, ghế sau, ốc cốp chưa có dấu hiệu hạ luôn nha anh chị nha. Đó, nếu mà anh chị nào mà cần tìm mua một em về để chạy kinh doanh dịch vụ á thì lấy em này gắn thêm cho em Tâm cái hộp đen là được rồi, đâu có thêm đồ chơi gì đâu. Xe này anh chủ anh cũng lên đầy đủ đồ chơi cho một cái xe gia đình cần có.
ghế phụ nè anh chị. Đó, và ghế rất là căng anh chị nha. Giờ rồi anh chị, đây là khoang động cơ xe nha. Bộ máy em nó là 2.0 anh chị. Đó, máy mới tinh nè, những con ốc còn sáng bóng anh chị. Những cái vết son của nhà máy vẫn còn không nha. Bình zin anh chị. Ốc cabo. Đó, còn nếu mà anh chị nào mà mình mua xe cũ mà mình không biết coi xe, mình có thể dắt thợ thầy hoặc là bên thứ ba lên chỗ em Tâm để check kiểm định nha anh chị nha. Innova G đời 2020 anh chị nha. Form của em nó là 2021 anh chị, form mới. Màu bạc. Đi được 44.000 cây nha anh chị. Hiện tại em Tâm đang bán là 6 đồng hơn thôi. Anh chị quan tâm đến xe này thì hãy liên hệ với em Tâm qua số điện thoại trên. Em Tâm mới gửi ảnh chi tiết giấy tờ xe đó cho anh chị tham khảo. Cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị nhiều sức khỏe.